Chào mọi người, coi cái xe của mình pack đồ đi camping. Cái này là đi 2 đêm. Đó. Xe nhỏ xíu. Quá trời đồ luôn. Trời. Xe này nhỏ nên chỉ mang được 2 thùng 20 lít thôi. Còn cái này là bắt buộc phải có này. Thì cái lò để đốt lửa. Chứ mùa này mà mùa mưa mà quỷ ướt mà không có cái này là thôi chịu. Khỏi đốt luôn cái cưa đây đó. Rồi dưới này có cái thùng đựng đồ ăn, thùng giữ lạnh đựng đồ ăn, rồi toilet ở bên kia đấy. Rồi phía trước nữa, cái này không mở ra được đâu này. Đó, chất đầy nhóc ở hàng ghế sau luôn, thấy chưa? Rồi bây giờ mình chuẩn bị lên trên đường. Thì tới nơi mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Hiện tại tụi mình mới tới cái chỗ cắm trại. Thì trời xung quanh tối lắm. Đó. Cho nên là vợ mình đang giúp mình set up lều ở phía đầu đen đâu kia. Còn mình thì tranh thủ đi kiếm gỗ để đốt để chút nữa trời nó lạnh á, là lửa nó lên là ấm luôn. Đây. Thì mình mới tới là kiếm được củi đây, cái chết đây. Đó. Mới cắt được một ít này. Đó, thì bây giờ cho vào cái túi IKEA này, xong rồi đem ra ngoài xe ngoài kia, rồi kéo về là cái chỗ mình cắm trại ở đâu này. Đó, thì để bây giờ mình cắm máy mình quay cho mọi người xem tiếp nhá. Tại mới tới cho nên phải sắp xếp mọi thứ xong xuôi đã, rồi mới quay cho mọi người được, cho nên mọi người thông cảm nhá. Cái túi IKEA này mình mua là nó rất là tiền luôn mà ạ. Xài được nhiều lần mà nó rộng nữa. Đây củi lúc này cắt này. Đó. Cho vào trong túi này các bạn vận chuyển á, để vừa thôi chứ đừng là để nhiều quá mà cong bị đau lưng ấy. Vậy là nó rách túi nữa đó, để vừa là xài nó bên đó. Mình để chắc khoảng 4 cục. Nó cũng nhẹ nhưng mà chắc là ok. Đây. Xách như vậy là đi ra ngoài chỗ kéo xe. Ok. Rồi, giới thiệu lại với mọi người, đây là cái lò lửa của mình. Thì đây là cái cách mà mình hay đốt. Thì nó áp dụng rất là tốt với mình. Thì mình thường đi lấy cây khô, mấy cái cành cùi nhỏ với lá khô là mình nhét dưới này hết. Xong rồi mình cho một ít chất gây nghiền vào. Đây này, chỉ lại cho mọi người xem này. Đó, thấy mấy cái trắng trắng không? Đó, cho một ít cái đó vào cho nó giúp nó chạy cho nhanh. Nhất là cái mùa mưa này thì cây nó hay bị ẩm với ướt. Rồi xong sau đó nếu mà có mấy cái que cùi mà băng cái cánh tay á thì cho vào, còn có thì mình quật luôn cái khúc cổ bự này mình mới cắt này. Đó, nhưng mà với cái lò lửa này của mình á làm á thì nó sẽ cháy. Còn nếu mà đốt bình thường mà không có cái lò này á thì mấy cái khúc củi này bự này mà không có mấy cái que gỗ mà băng cái cánh tay á cho vào môi á thì nó rất là khó cháy. Thì mình để tạm 3 cây đó, xong rồi bắt đầu giờ bật lửa nhá, cho nó cháy như vậy. Xong cái bắt đầu là mình lại tranh thủ đi hột cái đống củi mà lúc này mình cắt trước đem về lại đây.
Đó. Thì lúc mà đi lấy củi về hết rồi á là lửa nó cũng lên luôn, đẹp luôn. Mà người để ý là giống như ví dụ các bạn mà quay lại lấy củi á thì nhớ là kêu một người là để ý tới cái củi nó đang cháy ở đấy nha. Với mình khuyên là mùa đông á thì nó không sao. Nhưng mà để tập cho các bạn một thói quen á thì các bạn nên có một cái xô nước. Đó, một cái xô nước để ở đây, lỡ có chuyện gì tạt nước dập được. Đó. Thì chút nữa mình lấy cái xô nước xong mình quay lại cho mọi người xem lúc lửa nó lên to rồi nhá. Ok, để bây giờ mình đi lấy thêm củi. Đợt này mình đi thì nghe bảo là cuối tuần này sẽ mưa to, cho nên mình phải tăng cái bạt. Bình thường trời mưa là tụi mình ít khi đi lắm, nhưng mà do hôm nay là thuộc dạng là đầu mùa đi bắt Murray Spiny Crayfish. Mà lần cuối cùng tụi mình đi là từ năm 2019 tới bây giờ chưa đi lại được tại vì dịch Covid á. Cho nên là năm nay là hai vợ chồng mình cố gắng quyết tâm đầu mùa phải đi cho bằng được. Cho nên là mặc dù thời tiết xấu nhưng mà cố gắng để đi. Đấy. Cho nên đây là lần đầu tiên treo bạt luôn. Mà thấy nó hợp lý phết. Để vợ mình quay xung quanh cái bạt mà mình mới treo cho mọi người xem. Thì nếu ai mà muốn đi chơi mà trời mưa mà ngày á, ngày mưa thì sắm cái bạt. Cái bạt này của tụi mình mua là 3m x 5m. Cho nên nó rất là thoải mái luôn. Đấy. Rộng rãi thoải mái, không sợ mưa. Mình buộc rất chắc chắn luôn. Đó, cao ráo chưa. Thì mình có đi, mình có mang theo cái máy để mà bắn vịt vào cây để buộc dây rất là chắc chắn. Mà cái này là tụi mình làm buổi tối là hơi gấp ấy, nhưng mà nó vẫn cao ráo này. Nhưng đứng ở giữa này này, nó vẫn chưa tới đâu rồi. Đó, thoải mái luôn. Rồi, mưa gió gì tầm này nữa. Cố gắng bắt được crayfish để quay cho mọi người xem thôi. Mình sẽ quay cho mọi người xem cách mà tụi mình bắt Murray Spiny Crayfish. Thì mình gọi ngắn lại là tôm hùm đất nhá. Mình mua cái này ở Bắc Ninh này. Mấy cái chỗ bán mà đồ xây dựng á, cái lưới. Xong về mua cắt ra gấp đôi lại là tạo thành một cái cây để mà bỏ mồi thì nó sẽ bền mồi hơn đó. Còn cái này là mấy cái đồ nội tạng của con nai bạn mình đi sắn về đợt trước là có đem cho mình thì mình để dành để bây giờ đi bắt tôm hùm đất luôn đó. Thì đem một phần nhỏ để vào trong lòng như vậy là đủ rồi, thì phần còn lại thì trong cái bịch này. Đó, lâu lâu giống như bắt tối nay xong ngày mai các bạn thay cái môi mới cho nó thơm nhá. Rồi bây giờ đem đi thả này. Đây bây giờ mình ném cho mọi người xem này. Đi bắt cái này á mất lòng như chơi nha mọi người. Tại ném xuống nơi mấy cái chỗ mà có cây á, lúc kéo lên nó hay dễ mắc lắm. Đó, này, ném đi, cầm gập cái mặt dưới và mặt trên gập đôi lại như vậy. Đó, không cần ném xa, này. Lôi ra, ném ra ngoài như thế này là được. Này. Đó, như vậy là xong. Thì bình thường á, là mình ném xong mình chờ cỡ khoảng 15-20 phút lần đầu, thử 15-20 phút thử xem. Kéo lên coi nó có gì không. Nếu mà 15-20 phút chưa có gì á thì mình sẽ đợi thêm cỡ khoảng nửa tiếng 40. Rồi nếu không có thì cứ cho 1 tiếng. Đó. Tại vì nhiều khi cái môi nó chưa ngửi thấy á thì nó không mò tới được. Đó, cho nên đi bắt cái này thì hên xui. Có hôm á đi bắt được nhiều lắm mà có hôm thì không có con nào, đi về tay không. Đó, nhưng mà mục đích của đi bắt cái này á là để cho vui, để hiểu biết thêm.
chứ không phải mục đích chính là đi bắt con này để mà kiếm ăn đó. Cho nên là mọi người đừng đặt quá nhiều hy vọng vào đi bắt con này là bắt buộc phải bắt về có nha. Đó, xác định tâm lý là đi chơi vui là chính, là vui vẻ đó. Nếu có thì bon ợt, còn không có thì không sao cả. Ok mọi người, quay cho mọi người coi thêm lần nữa nha. Đó, cho miếng môi ngon vô trong cái lồng, xong cái lấy cái cây bồ thai buộc lại. Các bạn làm cái vị mà nhạt môi như mình thế này này, chịu khó làm một lần, đi mua một lần làm lần, mình xài hoài luôn á. Cái này là mình xài 2-3 năm rồi mà chưa thấy á, nó bền lắm, mà cả đi xài dưới biển luôn đấy nha. Đó, như vậy là xong rồi, đi bắt ghe luôn á. Ngày mai á, khi nào đi về á, là chỉ cần cắt cái này ra thôi. Đó, là lấy cái môi ra cắt, hoặc là đem đi vất là xong, chứ không cần phải set up cái gì nữa. Chứ nếu không có cái này á, buộc lại cái này là vất vả lắm, có khi nó còn thả đi nữa. Được chưa? Rồi, là như vậy là xong. Bây giờ đem đi ném thôi. Đây này, cái miệng nồi tàng của con nái nó to này. Wow. Đó, xong rồi bây giờ chỉ có cắt nhỏ ra là bỏ vào thôi. Chợ, cái môi này mà bắt mà không được con nào nữa là do chưa gặp thời. Chứ không phải là do môi ngon đâu nha mọi người. Bình thường á, là mình có xài xương gà để bắt nữa, tại vì xương gà là rẻ nhất. Một cái xương gà là 2 đồng hả? Một xương gà 2 đồng hay gì đó, cỡ khoảng đó thôi. Hả? 2 đồng một bọc 3 cái. Một bọc 3 cái là 2 đồng, vừa mình bảo vậy. Thì đó, là bình thường mình hay xài xương gà. Đó, nhưng mà vì cái này là được cho nên là để thử xem nó bén không. Mình chưa bao giờ xài cái nồi tàng của nái luôn á. Tại gan của cừu đó, mà gan của cừu nhảy lắm nhưng mà nó mắc. Mua từng bịch vậy là quả trả bao nhiêu tiền không ngà luôn á. Đó, là chưa bao giờ được thử cái nái này nha. Yeah. Thì hôm nay thử xem, nếu mà cái chỗ này á, là cái chỗ mình đi bắt hôm nay á, là chắc chắn có, tại vì bạn của mình là mình thì chưa bắt ở đây, nhưng mà bạn của mình là bắt ở đây nhiều rồi, mà con to kinh khủng luôn đó. Cho nên là hôm nay mình cũng thử lần đầu luôn. À, mọi người mà xem video á, ai mà muốn biết địa điểm này á, thì nhớ bình luận ở dưới video để cho mình biết, rồi mình chia sẻ cho mọi người. Chứ mình không muốn chia sẻ rộng rãi nhá. Tại vì một phần là bạn mình cũng chỉ ở đấy á. Thì kiểu ai comment ủng hộ cho mình thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Chứ chia sẻ rộng rãi là mất công ai cũng đổ dồn tới đây thì cũng không hay. Đó. Nha, chứ không phải là mình không muốn chia sẻ đâu nha mọi người. Nếu mà chỗ nào mà mình tự khám phá thì mình sẽ chia sẻ rộng rãi cho mọi người. Còn những chỗ nào mà mình được người khác chia sẻ lại cho mình á, thì mình sẽ chia sẻ kín, theo kiểu là mọi người inbox cho mình, rồi mình sẽ chia sẻ cho từng người. Đó, mọi người thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ đi thả tiếp mấy cái lồng còn lại nha. Thì đợt này hai vợ chồng mình đi á, thì tụi mình thả tất cả là 5 cái lồng thôi. Cả mình với vợ mình là tất cả là 5 cái. Theo luật mình đọc á, thì một người được 5 cái lồng lận. Đó, nhưng mà nếu nó có thì nó sẽ có thôi, chứ các bạn cần phải xài tới 10 cái lồng cho 2 người đâu. Ai muốn xài thì vẫn được thôi, chứ không phạm luật gì hết á. Nhưng mà setup mệt này, rồi đi gom lồng lại mệt. Nếu mà hôm nào mình chiếng á, thì mình bị xài 10 cái lồng, giống như kiểu đi mà xác định 2-3 đêm chẳng hạn. Đó, dài ngày thì mình mà xiếng thì mình đem ra mình setup hết. Đó, còn như hôm nay mình đi chơi vui là chủ yếu, cho nên là mình cảm thấy 5 cái là đủ rồi. Đó, thì tùy mọi người. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi ném hết. Mọi người nếu mà ném chưa quen á, thì nhớ là buộc vào trước nha, chứ không á, theo cái đa nhiều khi ném xong cái nhiều lần á, cái dây này nó bị tuột khỏi tay là đi văng ra ngoài luôn. Đó, nhưng mà bây giờ thì mình ném trước cái đã. Ok,
Đó. Cho vào đây. Ngon lành. Đó. Cho những ai chưa biết á, thì đi bắt cái con mà Murray Spiny Crayfish này á, ở Úc á, riêng ở, ở bang Victoria này á, thì chỉ được bắt từ mùng 1 tháng 6 cho tới ngày 31 tháng 8 thôi, là đúng 3 tháng mùa đông. Đó. Cho nên là mọi người đi bắt con này thì cẩn thận, tại vì đợt này là người ta sẽ đi kiểm tra rất là nhiều. Cho nên là nhớ bắt đúng số lượng này, đúng số lượng, đừng bắt quá số lượng. Rồi bắt thì nhớ kiểm tra cái size này cẩn thận tí nhá. Nhỏ quá thì đừng có lấy, chứ không là bị kiểm tra là mất công lắm á. Với cả là vì 3 tháng mùa đông, cho nên là đi bắt cái này á, vui là chính, nhưng mà sự giữ sức khỏe là 10 nhá. Phải mặc ấm, chứ không đi bắt lạnh á, đi về là lần sau là sợ nhập đi nữa. Đấy, mình đi thì mình mặc áo ấm đầy đủ là không sợ gì cả. Chứ nếu mà mặc đủ ấm là về là lần sau ở luôn nhập đi á. Nếu mà mọi người mà sợ lạnh á, thì mình khuyên mọi người là theo kinh nghiệm của mình á, thì như mình mặc đồ như thế này này, đó. Nhưng mà ở trong này á, thì mình mặc đồ thermo của mua ở Uniqlo á, là quần thermo này, áo thermo ở trong này. Đây, đây cái áo này áo thermo này, đó. Thì nó rất là ấm luôn. Mấy cái đồ này mua ở Uniqlo á, thì cũng giá cả nó cũng hợp lý lắm, cỡ khoảng 29 hay 39 đồng gì á một cái. Thì mình thì hay canh lúc nó sale á, mình mua. Đó, mặc rất là ấm luôn. Đó, mọi người thấy trời lạnh. Bây giờ chắc ở ngoài chắc phải 5-6 độ á. Thì mình chỉ mặc một cái áo thermo này với một cái áo lông này, áo kamandu này. Là hiện tại đang thấy nóng rồi đó. Đó, với quần thì mặc cùng quần, mặc quần kamandu, quần mình hay đi camping. Với trong một cái quần thermo thì hiện tại mình đang thấy là nóng, chứ không phải là lạnh như mọi người sẽ tưởng. Đó, rồi đội mũ đầy đủ nữa là ok. Chứ không, đừng có sợ là đi mùa đông này bị lạnh với đồ, không có. Mặc ấm là thấy nóng nữa, chứ không phải lạnh đâu. Chỉ có là sợ mưa này. Đó, vậy là gió to thì sợ. Sợ cái gì? Sợ cây nó đổ. Đó, chứ còn mà gió to mà mặc đủ ấm là cũng sao nữa, chỉ lạnh cái mặt thôi. Mà ai mà bịt cái mặt lại hoặc là có cái mũ mà đội kính mặt là ok. Đó, chỉ có sợ mưa. Thì đợt này mình đi là dự báo thời tiết là sẽ mưa. Nhưng mà vì đầu mùa, hôm nay chỉ mới ngày mùng 2 tháng 6 thôi, năm 2022. Mà 2 năm rồi mình chưa bắt, cho nên hai đứa vợ chồng mình là cố gắng thực hiện cái chuyến đi này. Thì hiện tại á, người ta bảo là chiều tối nay sẽ mưa to này, mà hiện tại là chưa có mưa gì hết, cho nên là mình cảm thấy rất là vui luôn. Đó, này mấy cái chỗ cây này là dễ có, nhưng mà dễ mắc. Hên xui, mất lòng là có. Mình lôi nước vào mùa đông những cái tháng này là quá nhiều rồi. Kinh nghiệm dày dặn về lội nước mùa đông rồi, cho nên là sợ lắm. Tụi mình mới set up xong cái chỗ mà cắm trại của tụi mình, thì mình sẽ quay sơ cho mọi người xem buổi tối, rồi có gì sáng mai dậy thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người nhá. Thì hôm nay á, nghe thời tiết báo mưa cho nên mình đã trăng cái bạt lên này. Cái bạt này là 5m nhân với 3m. Đó. Thì nếu mà có mưa nó sẽ đỡ lắm. Đồ đạc để dưới này là không sợ này. Đó. Rồi cái toilet của tụi mình thì setup ở đây. Đó. Trong này có cái toilet đi như ở nhà luôn. Ấn nút ngay là xả, rất là tiện. Mình kiểu khuyên mọi người nếu mà đi camp mà đi cắm trại mà không có cái này thì nên xem và sắm một cái nha, nó rất là tiện để cho các bạn là thoải mái
trong cái việc đi cắm trại, không sợ là lúc phải đi toilet thì như thế nào. Các bạn đi ngoài tự nhiên cũng được, mà phải đào hố với trời mưa thì bất tiện, chứ có cái lều này này đó tắm hoặc là đi toilet ở trong này rất là tiện luôn. Lúc tắm thì các bạn gập cái nắp xuống xong rồi đừng tắm trong này là tuyệt vời. Để khi tắm xong đi lau cái này ở ngoài là không có vấn đề gì xảy ra. Dọn dẹp vệ sinh cái này cũng rất là tiện luôn, về nhà xả nước xong rồi clean up là sạch sẽ. Mà nó có cái sử dụng những cái sản phẩm là hóa học á, cho nên là mình đi ở trong này đến khi về nhà nó sẽ ra thành nước chứ không phải là từng cục nữa, cho nên là rất là vệ sinh luôn đó, không có ghê gì hết á. Nhưng mà một vấn đề nữa là cái này thì nên là gia đình xài với nhau chứ không có bạn bè xài chung được, tại vì nó cũng tệ nhì là bạn không muốn đi dọn dẹp vệ sinh của người khác thì người khác cũng sẽ như vậy đó. Cho nên là ai mà đi xác định lâu dài thì nên sắm một cái này cho nó tiện, hết sức tiện luôn. Và nếu mà ai muốn mua thì nhớ kênh giảm giá rồi mua, chứ không có đi mua, đi ra ngoài hứng lên là đi ra ngoài mua cái giá full price thì rất là tốn tiền nhá. Rồi còn bên này á là cái lều của tụi mình. Cái lều này thì mình mua từ ngày xưa, mua cái lều của Audi thì chỉ có 129 đồng thôi, nó rất là rẻ nhưng mà nó cũng tốt, setup rất là nhanh đó. Không, cái lều này setup nhanh lắm, không phải gắn từng que một mà nó có cái hệ thống của nó. Đây thì các bạn kéo lên cái là nó thành cái lều cũng nhanh lắm. Chỉ có cái á, là cái lều này nó sẽ mỏng hơn những cái lều mắc tiền, ví dụ như là 200-300 tới 500-600 đô đó. Nhưng mà nhu cầu của tụi mình là cũng không nhiều, cho nên cái lều này nó cũng phù hợp. Đấy, chỉ có là khi các bạn setup ở trong rồi á thì mang thêm nhiều chăn, rồi đầy đủ chăn gối nêm man. Đây, như cái này là mình setup ở trong lều của tụi mình này. Đó, có gối, có chăn màn là bao ấm thôi, không sợ lạnh này. Tụi mình nằm á là nệm phao đó. Nệm phao bơm bằng điện luôn. Rồi, dưới này một lớp chăn bông. Trên này á một lớp chăn bông nữa chưa. Rồi đây thêm một lớp nữa. Trời, ba lớp chăn này thì bao ấm nha. Đó. Còn các bạn mà muốn hỏi tại sao bơm được cái nệm mà cao như thế này á, này nó cao lắm này. Đó, thấy chưa? Thì tụi mình xài bằng bơm bằng điện. Thì mình cái có cái nguồn điện, thì nếu mà ai mà muốn biết thêm thông tin á thì để dưới bình luận cho mình biết nha. Đó, thì trong lều này cái nệm này là nệm queen size nha. Đó, mà rộng rãi rồi còn có thêm cái chỗ đi lại nữa. Đó, để những cái đồ mà quan trọng ở trong này. Đấy, hoặc là những cái đồ ăn mà đồ khô. Đó. Rồi. Ngoài này thì có cái lò lửa của mình. Đó. Lúc này như mình là nói là khi mà lửa cháy to rồi á thì mình sẽ để một cái xô nước ở bên cạnh này để phòng ngừa. Đó. Nếu các bạn mà để lò lửa gần lều hoặc là gần mấy cái bát á thì nhớ để ý cẩn thận nhá. Đấy. Hay, lửa này là sắp cháy to rồi này. Đó. Ấm lắm, mình đừng quay ở đây, đừng cách xa cái lò lửa nhưng mà nó cảm thấy là nóng rồi. Đó, ai mà sợ lạnh ngồi kế cái lò lửa này là báo nóng luôn chứ không phải là báo ấm nữa. Đó, cho nên là đi camping mùa đông thì có cái gì? Có mặc áo quần ấm đầy đủ, rồi có cái lửa, có đủ củi lửa là không sợ cái gì hết á. Đó. Ok, rồi ngoài bờ sóng này á thì chỗ mình lúc này ném cần. Đó, đây cần câu của mình đó. Yeah. Rồi dưới này thì mình đang thả lưới để bắt crayfish. Đây, mới câu lên được con cá mú. Đã chưa? Hôm nay đi bắt crayfish chưa thấy, chưa thấy con cá mú là thấy vui rồi. Đó, để bây giờ mình đem đi đo xem. Trên cái bàn mình á, là có cái thước đo cá này. Là không ở đây. Đó, tới cái đuôi của nó á, là 45. Thì bây giờ mình sẽ đem con này đi thả nha. Chỗ này hơi tốn. Rồi.
tỉnh một tí. Đó, đi ra ngoài kia. Đúng rồi, đó, thấy chưa? Rồi bây giờ kéo thử cái lồng này coi có gì nhá. Không có chi. Không có chi. Nhưng mà nhìn cái lỗ này hơi to to ạ. Ném lại thử coi. Rồi. Đi kiểm tra mấy cái lồng khác. Đây. Mình mới kéo cái lồng lên. Thì mọi người thấy cái gì được không? Một con Marie Spiny Crayfish đó. Mà nó sắp bò ra khỏi lồng luôn này. Thấy chưa? Wow, 2 năm rồi mới thấy nó. Thế bây giờ mình tháo ra. Thì con này á, là mình biết chắc là sẽ nhỏ rồi, nhưng mà mình sẽ tháo ra để mà đo cho mọi người xem cái cách thức đo như thế nào nhá. Con này cái càng là khỏe lắm, cẩn thận là kẹp ạ. Đó, thấy người nào gái á. Rồi, con này thì mọi người bắt cẩn thận nha, nhớ bắt từ sau lưng này, giống như mình này. Rồi á, bây giờ đó thì lấy hai cái tay này kẹp đằng trước đó để cho nó khỏi gồng. Rồi bây giờ á, đó á, này người ta chỉ này, đó từ cái mắt ra tới sau cái phần cuối cái đầu là ở đây, chưa? Đó, từ nơi cái mé mắt này tới nơi phần cuối của cái đầu đó, thì á, cái thước này á, là ngắn nhất á, là 10 cm. Bự nhất là 12 cm. Nghĩa là dưới 10 phải thả, mà trên 12 cũng phải thả chứ. Chỉ được bắt trong khoảng này thôi. Rồi giờ đo này. Từ mắt tới 10 tới giữa lưng là con này rất là nhỏ luôn. Đó, cho nên nhìn cái là mình biết rồi. Bắt quen rồi là nhìn cái là biết đó là phải thả liền. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở lên cho mọi người xem là con này coi được hình cái nhá. Bây giờ mình cho mọi người coi để phân biệt luôn này. Con này á, có hai cái chấm này này, ở đây này. Đó, ở trên cái càng 1, 2, càng số 2 từ trên xuống. 1, 2, đó, là con này là con cái nha. Còn nếu con đực á, là nó có hai cái chấm ở dưới hai cái càng cuối cùng này là càng 1, 2, 3, 4. Nó sẽ lòi ra giống như nó có một cái cục vậy á. Đó, là hai cái chân cuối cùng là nó có hai chấm này là con đực, đó. Thì thường con cái á, là khuyến khích là nên thả để làm gì? Thì sau này nó có trứng á, là nó sẽ sinh sản ra được nhiều con như thế này hơn. Tại vì con này á, là ngày xưa người ta đánh bắt nhiều quá, cho nên là bây giờ là coi như là đang trong tình trạng là nguy hiểm đó. Cho nên người ta phải bảo vệ, nó vẫn cho bắt nhưng mà phải bảo vệ bắt đúng sai đó. Thì con này là cái con đầu tiên tối nay của tụi mình đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đợt này mình muốn bắt vài con để về thả trong cái hồ cá đó. Là 2 năm rồi mình mới được cầm nó lên tay này, rất là may mắn luôn. Lúc này á là mình mới câu được một con cá mú, bây giờ lại được thêm con này nữa, là chuyến đi này là quá hạnh phúc luôn đó. Thì để xem mình có bắt được cái gì nữa không, rồi mình sẽ quay thêm cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người. Thì bây giờ là mình quay mình đo xong rồi cho mọi người xem rồi. Bây giờ là mình sẽ thả nó nha. Chỗ này là hơi xa mặt nước nhưng mà mình làm xuống nhẹ nhàng thì không sao đâu. Này. Rồi. Tạm biệt. Vài năm nữa gặp lại. Đang bị đỡ. Đợi một tí cho nó bật lại. Lật lại. Đó. Con này nhìn hai cái càng trắng này. Ừ. Này kéo lên thấy trắng trắng là thấy biết rồi, có hàng rồi. Vui.